Trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, có một bị hại được dư luận đánh giá là khá đặc biệt, đó là Trương Thị Việt Hà. Dư luận ngạc nhiên trước việc bà Nguyễn Phương Hằng và bà Trương Thị Việt Hà từ bạn thân đến đối đầu pháp lý với những tình tiết khó có thể tưởng tượng, trong đó bao gồm cả việc bà Nguyễn Phương Hằng hăm dọa dùng vũ lực với bà Trương Thị Việt Hà. Ăn theo vụ đối đầu pháp lý là hàng loạt fan cứng của bà Phương Hằng thường xuyên gọi điện nhắn tin vào Facebook của bà Việt Hà, chồng và con để đe dọa xúc phạm danh dự nhân phẩm, thậm chí đe dọa cả sức khỏe tính mạng. Vậy cụ thể cuộc đối đầu pháp lý giữa bà Nguyễn Phương Hằng và bà Trương Thị Việt Hà có những điểm đáng chú ý gì là vấn đề nhiều người quan tâm trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng đang thắc mắc. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chiều 17 tháng 11 năm 2021, bà Trương Thị Việt Hà, sinh năm 1972, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa gửi đơn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp bảo vệ sau một thời gian tố giác tội phạm và yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hà cho biết mình là người đã tố giác tội phạm theo đơn tố giác ngày 20 tháng 5 năm 2021 và yêu cầu khởi tố vụ án ngày 28 tháng 10 năm 2021 về các tội làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đối với bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Bà Việt Hà cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng có những hành vi vi phạm coi thường pháp luật qua việc liên tục sử dụng mạng xã hội để đăng tin, livestream, phát sóng trực tiếp, đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều tổ chức cá nhân, trong đó có bà Việt Hà. Điều đáng nói, sau khi tố giác bà Phương Hằng tới các cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều người xưng là fan cứng của bà Hằng thường xuyên gọi điện nhắn tin vào Facebook của bà Việt Hà, chồng và con bà để đe dọa xúc phạm danh dự nhân phẩm, thậm chí đe dọa cả sức khỏe tính mạng. Nghiêm trọng hơn, những phát ngôn và hành động gần đây của bà Phương Hằng đều tỏ thái độ coi thường pháp luật, cùng với những thách thức sẽ lên danh sách và đến tận nơi, nhà riêng và cơ quan để đi thăm, gặp trực tiếp hăm dọa, gặp đâu đánh đó, tán cho vỡ mặt. Trong đơn, bà Trương Thị Việt Hà viết: "Bản thân tôi cũng là một người tố cáo hành vi vi phạm của bà Phương Hằng và cũng là một trong những người nằm trong danh sách mà bà Hằng sẽ đến thăm. Vì vậy, nếu sự việc thăm thật sự xảy ra, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy sau đó. Bởi sẽ rất nguy hiểm nếu có thể đích thân bà Hằng hoặc từ sự hưởng ứng, ủng hộ quá khích của những người luôn theo dõi, hùa và tin tưởng vào những lời vu khống của bà Hằng, có những hành vi quá giới hạn, gây rối loạn, ẩu đả, đe dọa, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và người thân trong gia đình tôi, cũng như việc tập trung quá đông người sẽ ảnh hưởng đến an toàn trật tự xã hội." Bà Việt Hà cũng đưa ra dẫn chứng về việc gần đây những người tố giác bà Phương Hằng cũng thường xuyên bị đe dọa xâm hại đến sức khỏe như nhà báo Hàn Ni, báo Sài Gòn Giải Phóng, nhà báo Đức Hiển, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, hay buổi gặp gỡ đấu tố nhau giữa ông Lê Tùng Vân, Tịnh Thất Bồng Lai và bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 4 tháng 10 năm 2021. Vì vậy, để ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi xâm hại về tính mạng, sức khỏe danh dự, nhân phẩm, tài sản, lợi ích hợp pháp của người tố giác tội phạm và gia đình, người thân của người tố giác tội phạm, tôi làm đơn này kính đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, căn cứ theo quy định tại các điều 484, 485, 486 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 để áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật để bảo vệ tôi và những người thân trong gia đình trước những hành vi xâm hại nêu trên, bà Hà nêu trong đơn. Tôi và bà Nguyễn Phương Hằng từng là bạn bè, do đó, trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng nhận thức được hành vi của mình là sai và công khai xin lỗi, thì tôi xin đề nghị khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bà Nguyễn Phương Hằng, bà Hà thông tin. Ngoài ra, bà Hà cho biết bản thân chịu tổn thất nặng nề sau những hành vi của bà Hằng và đồng phạm gây ra cho mình.
nhưng nguyên đơn không yêu cầu được bồi thường tổn thất về tinh thần và vật chất. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Hà là một trong các bị hại liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và muốn ghi nhận yêu cầu của bà Hà về việc xử lý bà Hằng cùng đồng phạm. Sau đó, bà Hà đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt bà Hằng và đồng phạm theo đúng quy định pháp luật. Ngày 1 tháng 4 năm 2022, trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Thị Việt Hà hay là Việt Hà Trương, ngụ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà đã gửi đơn tố cáo lên công an tỉnh Đồng Nai về hành vi của YouTuber Long Ngô vì đã bôi nhọ, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm, đưa hình ảnh cá nhân của bà lên mạng xã hội. Trong đơn, bà Hà cho rằng, trong một năm trở lại đây, ông Ngô Thanh Long, sinh năm 1985, tức YouTuber Long Ngô, thường trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thường xuyên livestream hát hò, bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm rất nhiều người, trong đó có mình. Theo bà Hà, ông Long đã đăng các clip chửi bới những lời thiếu văn hóa, lời lẽ kiểu côn đồ và coi thường pháp luật. Ông Long đã đưa hình của tôi và bôi nhọ nhân phẩm vu khống tôi sản xuất phim Con Heo, trong khi tôi là nhà đầu tư sản xuất phim truyền hình game show, theo đơn đặt hàng của các đài như VTV, HTV, Truyền hình Vĩnh Long, SCTV. Không dừng lại ở đó, ông Long còn bịa đặt tôi có 4 đời chồng, trong khi tôi chỉ có duy nhất 1 đời chồng, bà Hà nêu. Bà Hà khẳng định không hề quen biết ông Long nhưng không hiểu tại sao người này lại nhục mạ. Những hành vi nêu trên đã có dấu hiệu phạm vào các tội làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, bà Hà khẳng định. Trong đơn, bà Hà cũng cho rằng các buổi livestream của tài khoản Long Ngô nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận xã hội. Nhiều người ủng hộ tán thành để hùa theo chửi bới thóa mạ bà chỉ vì những lời vu khống vô căn cứ của ông Long. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cá nhân, công việc cũng như nhân phẩm và danh dự của bà và gia đình. Theo bà Hà, ông Long lấy hình ảnh của mình ra rêu rao nhục mạ trên mạng xã hội, có hàng triệu lượt xem. Hành vi của ông Long có dấu hiệu rõ ràng của các tội danh, làm nhục người khác, tội vu khống và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Hà đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng xác minh thông tin để sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Long nhằm bảo vệ danh dự nhân phẩm của bà cùng gia đình, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc tiếp nhận bằng chứng của bà Trương Thị Việt Hà, ngụ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lần tố cáo YouTuber Long Ngô, tức Ngô Thanh Long, ngụ xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom. Bà Hà tố cáo YouTuber Long Ngô thường xuyên bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với bà trên mạng xã hội trong một thời gian dài và lặp đi lặp lại nhiều lần. Tại buổi làm việc, bà Hà cung cấp một USB chứa rất nhiều clip mà YouTuber Long Ngô thường xuyên bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà trong một thời gian dài. Liên quan đến vụ việc này, bà Hà cho biết trong năm 2022, bà đã nhiều lần gửi đơn tố cáo YouTuber Long Ngô lên công an tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, bà không nhận được thông tin phản hồi từ phía đơn vị này. Do đó, bà đã gửi đơn lên Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Sau đó, Cục Cảnh sát Hình sự đã có 2 phiếu chuyển đến Công an tỉnh Đồng Nai để giải quyết theo thẩm quyền. Tiếp đến, Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển cho Công an huyện Trảng Bom điều tra xử lý theo thẩm quyền và yêu cầu báo cáo kết quả cho Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an được biết. Nguyên nhân về việc nộp đơn tố cáo, bà Hà cho biết mình không quen biết, không có mối quan hệ nào với YouTuber Long Ngô. Tuy nhiên, YouTuber Long Ngô rất nhiều lần trong lúc livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam, đã bôi nhọ xúc phạm nhân phẩm, vu khống bà và gia đình. Theo nội dung đơn tố cáo, ông Ngô Thanh Long đã có 10 buổi livestream trực tiếp xúc phạm, bôi nhọ, vu khống bà Hà. Cũng trong ngày 13 tháng 3 năm 2023, trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Thị Việt Hà hay Việt Hà Trương, ngụ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà lên làm việc để xác minh làm rõ những tố cáo của bà đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam. Trong buổi làm việc lần thứ tư này, bà Hà đề nghị cơ quan chức năng xử phạt bà Phương Hằng theo đúng quy định của pháp luật. Riêng với bà Phương Hằng, tôi đề nghị phải xin lỗi công khai, bà Hà cho biết.
Theo bà Hà, nếu bà Phương Hằng nhận thức được hành vi của mình là sai và công khai xin lỗi, thì sẽ đề nghị khoan hồng và giảm nhẹ hình phạt. Bà Hà cũng không yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường thiệt hại về vật chất hay tinh thần. Cơ quan điều tra mời làm việc để xác định những hành vi phát ngôn của bà Phương Hằng trong các buổi livestream gây thiệt hại như thế nào đến bà Hà. Bên cạnh đó là có yêu cầu xử lý đối với vụ án liên quan bà Phương Hằng như thế nào. Trước đó, đầu tháng 3 năm 2022, bà Hà cũng có buổi làm việc với cơ quan điều tra về các nội dung tố cáo bà Phương Hằng. Hồi tháng 5 năm 2021, bà Hà đã gửi đơn lên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để tố cáo các hành vi của bà Phương Hằng. Đơn sau đó chuyển tới Công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh điều tra. Sau khoảng 7 tháng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Hà làm việc để xác nhận, đồng thời yêu cầu bổ sung thêm vi bằng và các chứng cứ liên quan như USB. Lần này bà Hà cũng đề nghị xử lý hình sự với bà Phương Hằng. Bà Hà cũng gửi kèm đơn 11 clip cùng vi bằng về những nội dung mà bà Phương Hằng đã vu khống bôi nhọ mình. Theo đó, các clip được bà Hà thu thập từ tháng 4 năm 2021 đến thời điểm buổi livestream tại trường đua Đại Nam lấy tên bà để đặt cho các con ngựa đua. Nguyên nhân mà bà Hằng bôi nhọ vu khống, theo bà Hà, là do xuất phát từ một hiểu lầm. Trước đây cả hai là bạn. Trong ngày 11 tháng 3 năm 2023, Công an huyện Trảng Bom cũng đã có buổi làm việc tiếp nhận bằng chứng của bà Hà liên quan đến việc tố cáo ông Ngô Thanh Long, tức YouTuber Long Ngô, 37 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bà Hà tố cáo YouTuber Long Ngô thường xuyên bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.